Chào mừng tất cả mọi người đã tiếp tục tới với một series hoàn toàn mới. Và lại là tôi RAV đây. Chắc hẳn mấy ngày qua anh em rất là nhớ tôi phải không? Nói chung là mấy nay không phải tôi lười ra video hay là gì đâu, mà là có vẻ như tôi bị bất tỉnh ở đâu đó rồi các bạn ạ. Mãi tới ngày hôm nay mới ngóc đầu và tỉnh dậy để làm video tiếp đây. Mà từ từ, để xem tôi đang ở đâu nào. Úi dồi, chỗ khỉ ho có gáy nào thế này? Gì mà toàn xương với cả xác chết á? Không, tôi nghĩ là không phải tôi bất tỉnh ở đây đâu. Chắc giờ này tôi đang ở trong khách sạn với cô em nào chứ. Làm gì có chuyện mà nằm ở đây được. Các bạn cứ yên tâm đi. Chắc là kiểu dạo đầu game nó nhìn như thế thôi. Mà tại sao xung quanh trông nó u ám, trông nó thảm hại thế nhỉ? Chiến tranh à? Ôi cái gì đây? Thằng cha nào đây? Từ từ, hình như đây là tôi hay sao ấy các bạn ơi. Khổ. Sao tự nhiên lại nằm ở đây thế này? Trời ơi, nhìn kìa. Úi dồi ôi. Có vẻ như tôi vừa bị va đập mạnh vào đâu đó nên là nó hơi mất trí nhớ một tí, anh em thông cảm. Thôi thì trước hết cứ phải trèo lên cái đã. Chả hiểu thằng ôn con là nó vứt tôi xuống đây thế nhỉ? Như kiểu là một cái hố chôn người hay là gì vậy? Nào cố lên đứng dậy nào. Quả game cho tôi cái thằng nhân vật gì nó giật dẹo thế này. Sao ổn chưa? Còn sống là tốt lắm rồi. Từ từ để ngó xung quanh xem đây là đâu cái đã. Tôi vẫn chưa hình dung ra được các bạn ơi. Xung quanh thì là một bầu trời xám xịt. Và tôi cũng chả nhìn thấy màu sắc của cái thành phố này đâu cả. Đây có vẻ như là tôi đang bị kiểu đói quá hay là gì đấy, tôi cũng không rõ. Vậy thì có vẻ như đây là thời 1945 rồi. Con người bị bỏ đói các thứ, xong bọn nó tưởng tôi chết đói, bọn nó vứt tôi xuống kia. Giời ạ, đã chết đâu mà vứt không biết. Thôi, chắc là tôi phải mau chóng tìm ai đó xung quanh để xin một ít đồ ăn đi. Chứ nếu cứ để cái cơn đói này ở trong bụng thì có ngày tôi ngỏm thật luôn đấy. Nhưng mà xung quanh đây thì có ai ta? Hy vọng là thành phố này vẫn còn người, chứ tôi thấy là như kiểu nó vừa bị tấn công hay gì vậy. Mọi thứ rất là đổ nát luôn. Thử đi lên phía trên này xem nào. Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở xung quanh. À, có người kìa các bạn ơi. May quá, cuối cùng cũng có người để xin đồ ăn rồi. Nhưng mà tại sao nhìn trông chả rõ hình dạng gì thế nhỉ? Chắc là do tôi đói quá thôi. Này cô gì ơi, cô cho tôi xin ít đồ ăn nào. Úi giời ơi, mà người này rất là quen thuộc nha. Tôi vừa bị mất trí này là cũng không nhớ rõ đây là ai. Hình như đây là một người thân trong gia đình hay là vợ tôi gì đấy thì phải. Tôi cũng chả nghe được một cái tiếng nói gì của cô ta nữa. Đói quá hóa rồ mà các bạn. Ok kìa, sao mặt đần ra thế này. Ôi, what the fuck, làm cái gì đây? Trời ơi, tại sao tôi lại cắn cái cô gái này nhỉ? Từ từ, ổn rồi. Chuyện gì vậy các bạn ơi? Thằng nhân vật của tôi nó bị điên hay sao mà hích kỳ con gái nhà người ta giữa đường thế này? Ok, gì đây? Trời, cái vết cắn vừa rồi của tôi đã cắn trúng cái mạch máu của cô ta. Không ổn rồi. Sao mọi chuyện lại như thế nhỉ? Ôi ôi, tôi xong rồi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả các bạn ơi. Rồi ôi vợ ơi, sao lại như thế này? Ôi rồi. Thôi thế là đi rồi, cắn một phát ngỏm luôn rồi. Chả hiểu nổi tôi vừa làm cái trò mèo gì cả. Hy vọng đây chỉ là một giấc mơ thôi. Chắc là phải tìm người xung quanh giúp đỡ mới được. Ôi tôi xong rồi. Có người vừa chứng kiến cái sự việc vừa đây. Úi rồi, tôi vừa bị trúng đạn các bạn ơi. Chạy nhanh nào. Em có biết gì đâu. Nào nào, chạy nhanh cái chân lên. Ây dạ, em xin lỗi anh ơi. Em có biết gì đâu, cô ấy chỉ buồn ngủ xong nằm ra đường thôi. Có ai biết gì đâu. Ơ kìa, khổ, mấy cái thằng này nó bắn tôi mà tại sao tôi không bị làm sao cả là thế nào? Đó các bạn thấy chưa,
bọn họ cũng nhìn tôi như kiểu một con quái vật vậy. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Thôi chắc cứ lấy tạm con dao này để tự vệ đi. Chạy theo hướng này hy vọng tôi sẽ tìm được một chỗ trú. Trời ạ, lại thêm cái thằng này nó chặn đường chứ. Thôi chắc là phải xử nó đi. Ở kia lại nữa. Thôi anh dai, thời đại này ai chơi súng thế. Ô, hết đạn cho con. Bắn hộ một cái. Ôi, cái gì cháy ấy? Cơ thể tôi đang bốc cháy các bạn ơi. Ủa rồi, cái gì vậy? Ê da, đau thế nhỉ? Cuối cùng sau một lúc chạy trốn thì tôi đã tìm được một căn nhà hoang ở đây. Vào đây trú ẩn đi. Hy vọng là bọn nó sẽ không tìm ra tôi. Đẩy cái này vào cho chắc. Để soi gương nhớ lại mình là ai xem nào. Từ từ, sao lại có vết cắn ở cổ thế này? Có lẽ nào trước đây tôi đã từng bị một con ma cà rồng cắn. Những biểu hiện của tôi rất là giống luôn. Thôi xong rồi, tại sao tôi lại vẫn còn sống nhỉ? Vậy là có khả năng tôi đã trở thành một con ma cà rồng thật rồi. Những biểu hiện sợ ánh sáng xong rồi súng đạn bắn trả sao? Đúng như vậy rồi. Không không không, tôi phải tìm cách nào đó thôi. Không thể sinh sống với tư cách là một con quái vật như vậy được. Nếu mà để tôi sống sót thì tôi có thể đi hại những người khác vô tội. Thế nên tôi phải làm việc này thôi các bạn ơi. Nào, chắc là sẽ không đau đâu. Ơ kìa, tại sao tôi vẫn còn sống? Trời ạ, giờ thì không còn gì để bàn cãi nữa. Bắn thẳng vào tim mà tôi vẫn còn sống nhăn răng. Tôi đúng là một con ma cà rồng thật rồi. Phải mau chóng thoát khỏi đây thôi các bạn ơi. Đi hướng nào ta? Bọn nó vào rồi kìa. Ui, sức mạnh gì vậy? Hình như tôi đã sở hữu được những cái sức mạnh mới các bạn ơi. Từ từ. Trời ơi, anh em nhìn này. Đúng là tôi đã sở hữu sức mạnh của ma cà rồng. Có thể nhìn xuyên tường các thứ luôn. Và thậm chí tôi có thể nhìn thấy những cái mục tiêu xung quanh. Thử xem nào. Vậy là chắc chắn cái sức lực và cái thể lực của tôi đã tăng lên rất nhiều so với người thường. Cũng khá hay đấy chứ nhỉ. Nào mày bắn đi. Này thì bắn. Hút máu nó luôn. Tại sao tôi khỏe thế nhỉ? Không chỉ sở hữu một cái tốc độ kinh hoàng mà tôi còn phản xạ cực kỳ nhanh các bạn ạ. Vậy là những thằng người thường này sẽ không thể đánh được tôi đâu. Bởi vì tôi là một con quỷ rồi mà. Nhưng mà chắc chắn tôi sẽ không đi cắn người linh tinh đâu. Các bạn cứ yên tâm đi. Chỉ có những kẻ nào tấn công tôi thì tôi mới đánh lại họ thôi. Đó. Nhưng mà hình dạng của tôi cũng khá là giống người thường đấy chứ. Thử vào tạm một căn nhà nào đó xung quanh để trú ẩn xem sao. Đây rồi, có một quán cà phê. Chắc chắn sẽ không có ai nhận ra tôi là ma cà rồng đâu. Lên trên tầng thuê thử một phòng xem nào. Hy vọng là bọn họ sẽ cho tôi ở vài hôm. Chứ trời sáng thì tôi sẽ không thể ra ngoài được. Ánh nắng nó sẽ chiếu vào và làn da tôi sẽ cháy đi mất. Trong này hình như có tiếng động gì đó rất là nguy hiểm. Chỉ là con người thôi mà. Ôi, thế lực gì vậy? Trời trời, này ông kia, ông làm gì đây? Không, tôi không phải ma cà rồng đâu ạ kia. Tôi là người thường đến để thuê phòng thôi. Sao lại giơ cái đấy lên làm gì chói mắt? Nào bỏ nó xuống. Đã bảo không phải ma cà rồng rồi ạ kia. Bỏ xuống đi, cứ tin tôi không cắn đâu mà lo. Đúng rồi. Phải cho hỏi cái chỗ này có thuê phòng hay gì không nhỉ? Tôi muốn ở lại đây một đêm cái ông ơi. Chứ bên ngoài kia nhiều ma quỷ quá, tôi sợ lắm rồi. Vậy là quãng thời gian trôi qua, tôi đã dần quen với cái sức mạnh mới này. Thậm chí là tôi còn ăn được những cái con động vật linh ta linh tinh. Ví dụ như ăn cái thịt chuột, các bạn thấy chưa?
thực sự rất là kinh tởm đối với một người thường. Nhưng với một ma cà rồng như tôi thì rất là điều hiển nhiên. Hàng ngày tôi thường sử dụng cái sức mạnh này của mình để đi đối đầu với những con ma cà rồng khác ở trong thành phố. Bởi vì tôi vẫn nhận thức ra mình là con người, thế nên tôi vẫn phải theo phe con người mà. Những con ma cà rồng khác bây giờ tôi có thể đấu tay đôi rồi. Mỗi ngày tôi lại tự tiến hóa thêm một sức mạnh mới cho bản thân mình. Và càng ngày tôi càng khỏe lên để đối đầu với những con ma cà rồng khác. Nhưng mà tất nhiên thì tôi vẫn phải đi dạo vòng vòng để hút máu mấy cái thằng ất ơ ngoài đường rồi. Bởi vì tôi vẫn là một con ác quỷ mà, nếu mà không uống máu thì tôi sẽ không thể sinh sống được. Đây, mùi máu lan ra này. Anh bạn làm sao mà chém nhau giữa đường thế nhỉ? Thế có cần tôi giúp đưa vào bệnh viện không? Vết thương có vẻ khá là hở đấy. Máu chảy bé bét ra rồi kìa. Anh cứ yên tâm đi, bệnh viện nó chỉ ở gần đây thôi. Yên tâm là tôi sẽ dẫn anh đi, không phải lo đâu. Đó, thế là xong bữa tối no nê. Từ ngày có tôi thì những bọn ma cà rồng xấu xa khác đã ít đi rất nhiều. Tôi vừa đội lốt con người mà vừa sở hữu sức mạnh của bọn chúng. Càng ngày tôi càng mạnh lên và sở hữu những cái khả năng tiến hóa cho riêng mình. Đó, các bạn thấy chưa? Những cái tuyệt chiêu của tôi càng ngày càng được mở rộng ra. Thực sự thì những bọn ma cà rồng xung quanh ai cũng phải sợ tôi hết, đúng như kiểu một vị vua vậy. Mặc dù cũng có nhiều con thực sự rất là khỏe, nhưng với sự thông minh và bộ não của con người thì tôi vẫn đánh nhau với bọn chúng một cách dễ dàng. Vậy là thành phố bây giờ xanh sạch đẹp hơn rất nhiều rồi. Hy vọng là trong tương lai tôi có thể tiến hóa thêm. Vậy thì những nhiệm vụ và những sự kiện sắp tới của tôi sẽ là gì? Các bạn hãy đón xem tập 2 và đừng quên để lại một like cho cái video này và một đăng ký kênh để giúp tôi đạt được 300.000 người đăng ký trong quãng thời gian sớm nhất nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.